Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Cuộc Đời Giá Trị. Thưa quý vị, xung quanh chúng ta thường gặp một số người rơi vào rắc rối và cần sự trợ giúp của những người khác. Như người ta thường nói, cho đi để nhận lại. Khi tử tế với người khác, bạn không chỉ giúp đỡ người đó thoát ra khỏi khó khăn mà còn đang đối xử tốt với chính mình. Sự tử tế dù nhỏ nhất cũng không bao giờ là thừa. Tuy nhiên, khi trao đi tấm lòng, hãy suy xét thật kỹ xem người nhận nó là ai. Và hãy nhớ rằng, dù thế nào thì cũng đừng lãng phí tấm lòng của mình để giúp đỡ những kiểu người dưới đây. Bởi cuối cùng thì rồi bạn cũng chỉ tự chuốc lấy rắc rối mà thôi. Những kiểu người này là gì? Mời quý vị cùng tham khảo trong clip sau. Và đừng quên chia sẻ nếu thấy ý nghĩa quý vị nhé! Sự tử tế, dù là nhỏ nhất, cũng không bao giờ thừa. Tuy nhiên, khi trao đi tấm lòng, hãy suy xét thật kỹ xem người nhận nó là ai. Xung quanh chúng ta thường gặp một số người rơi vào rắc rối và cần sự trợ giúp của những người khác. Như người ta thường nói, cho đi để nhận lại. Khi tử tế với người khác, bạn không chỉ giúp người đó thoát ra khỏi khó khăn mà đang đối xử tốt với chính mình. Tuy nhiên, dù thế nào cũng đừng lãng phí tấm lòng của mình để giúp đỡ những kiểu người dưới đây. Bởi cuối cùng, bạn rồi cũng chỉ tự chuốc lấy rắc rối mà thôi. 1. Vô cùng ích kỷ, coi việc nhận sự giúp đỡ từ người khác là chuyện đương nhiên. Không phải tất cả sự giúp đỡ bằng tiền có thể được chấp nhận, cũng không phải tất cả mọi cố gắng đều có thể thay đổi một người lạ. Bởi cuộc sống này có những người luôn ích kỷ, dù bạn giúp đỡ bao nhiêu cũng không thể đánh được vào nhu cầu và mong muốn của họ. Nữ diễn viên Trung Quốc nổi tiếng Tôn Lệ từng tài trợ học phí và sinh hoạt phí cho một sinh viên trong 4 năm học đại học. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, sinh viên đó ép Tôn Lệ tiếp tục cho anh ta tiền bởi suy nghĩ rằng cô rất giàu có, cho tôi thêm một chút tiền thì có đáng gì. Một người không biết cách hài lòng, dù bạn có giúp đỡ nhiều đến đâu, họ cũng không chỉ cảm nhận được điều đó. Khi nhận sự giúp đỡ, họ sẽ chê ít. Đến khi bạn không thể giúp họ nữa, họ sẽ quay sang trách mắng bạn tại sao không giúp họ. Những người mang một trái tim cực kỳ ích kỷ như vậy không bao giờ cảm thấy hài lòng và sự giúp đỡ của bạn luôn luôn không đủ. 2. Những người có thói quen xấu và không chịu thay đổi. Ai trong chúng ta cũng có thể mắc phải những sai lầm trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn mắc phải một kiểu người sai lầm quá nhiều lần thì không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Vấn đề bắt nguồn từ chính bản thân bạn. Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống này là một người không thể thay đổi, đã hứa hẹn rồi lại tái phạm những việc xấu. Và bất cứ ai giúp đỡ anh ta một lần nữa, anh ta sẽ nghĩ rằng, à, mình vẫn còn có đường rút lui. Cứ lần nữa như thế, cuối cùng, khi không còn ai có thể giúp được nữa, anh ta sẽ quay sang oán giận mọi người sao không giúp đỡ, trách móc thế gian không còn người tốt. Một người không thể nhận biết vấn đề của mình ở đâu, thay vào đó luôn tìm kiếm vấn đề ở người khác, đổ lỗi mọi thứ cho người khác thật sự không nên giúp đỡ. Đừng lãng phí lòng tốt của bạn để giúp đỡ những người có thói quen mà không có ý chí phấn đấu, không chịu thay đổi. 3. Những kẻ vô ơn. Khi trao đi lòng tốt, có thể bạn không cần đối phương đáp trả. Người ta thường nói ơn bằng giọt nước cũng coi bằng suối tuôn mà đền đáp. Tuy nhiên, khi những người bạn đã giúp đỡ chưa bao giờ tỏ lòng tôn trọng và biết ơn sự giúp đỡ của bạn, chỉ có thể nói lòng tốt của bạn đã gửi sai người. Trong một số trường hợp, lòng tốt có thể mang đến cho bạn một mối quan hệ tốt, nhưng một số lòng tốt sẽ chỉ khiến bạn bị hiểu lầm, thậm chí đưa đến những rắc rối khó lường cho bạn. Vì vậy, đừng trao tấm lòng của bạn cho những người không có trái tim. 4. Những kẻ không chỉ nghèo về vật chất mà còn cả tâm hồn. Trong cuộc sống có không ít người nghèo khó, nhưng đáng ngại hơn là một người không chỉ nghèo về vật chất mà còn nghèo cả về tâm hồn. Đối với những người này, ngay cả khi bạn hết lòng giúp đỡ, số phận của họ cũng chẳng thể thay đổi. Hoàn cảnh nghèo khó có thể rơi vào bất cứ ai, nhưng điều khiến họ thực sự thất bại chính là tâm hồn tàn lụi. Rất nhiều người xung quanh chúng ta chỉ biết than thở hàng ngày rằng sự nghèo khó bủa vây cuộc sống, nhưng chính họ lại chẳng làm gì để thay đổi điều đó. Có vài người thì chấp nhận làm những điều sai trái, thậm chí chà đạp lên cuộc sống của người khác để trục lợi rồi lại đổ lỗi cho hoàn cảnh. Dù bạn làm nghề gì,
miễn đó là những công việc chính đáng, kiếm tiền bằng sức lao động và sự nỗ lực thực sự thì chẳng có gì đáng xấu hổ. Chỉ có những người luôn cảm thấy rằng bản thân nghèo nhưng không bao giờ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thay đổi hoàn cảnh mới là những kẻ nghèo hèn thực sự. Bạn có thể giúp đỡ những người nghèo, giúp họ cải thiện phần nào hoàn cảnh khó khăn, nhưng với những kẻ nghèo nàn về tâm hồn, tốt nhất là hãy tránh xa, bởi bạn sẽ không thể thay đổi được hiện trạng của họ. Sau tất cả, để có thể làm một người tốt, bạn nhất định không được nhu nhược. Nếu không, điều đó sẽ chỉ gây rắc rối cho chính bạn, không giúp đỡ những người nghèo khó, gặp trên đường không phải ích kỷ, không tử tế. Điều quan trọng là bạn phải nhận biết lòng tốt của bạn có thực sự giúp đỡ được họ hay không. Nếu chỉ thể hiện sự tốt bụng của mình một cách vô thức mà không suy xét trước sau, rốt cuộc bạn cũng chỉ lãng phí lòng tốt vô ích mà thôi. Khi con người đến tuổi trung niên, oán trách người khác là đang giày vò bản thân, ngưỡng mộ người khác là đang lãng phí tiềm lực của chính mình, oán hận người khác là đang khiến bản thân tức giận, bắt nạt người khác là đang lừa gạt chính mình, thất tín với người khác là đang hủy hoại bản thân, si mê người khác là tự chuốc lấy phiền não cho chính mình, ngăn trở người khác là đang hãm hại bản thân, từ bi với người khác lại mang đến niềm vui cho chính mình, tôn trọng người khác là tôn trọng chính bản thân ta, khoan dung với người khác lại khiến lòng mình khoáng đạt, vui với niềm vui của người khác sẽ khiến bản thân đủ đầy, giúp đỡ người khác là thiện đãi thế nhân, đãi người công bằng là đang làm giàu cho chính mình. Nghịch cảnh trong đời người cũng giống như bùn đen với hoa sen vậy. Đó không phải là lời nguyền mà là lời chúc phúc. Nó giống như cái kén của chú bướm, không phải trở lực mà là trợ lực. Mỗi khó khăn và chướng ngại kỳ thực đều ẩn giấu một lời chúc phúc phía sau nó. Đó là bậu cửa cao để xem khi đối diện với nó bạn khóc hay cười. Hãy buông bỏ sự nóng vội, tĩnh tâm lại mà suy nghĩ. Hãy buông bỏ sự lo lắng, dũng cảm bước trên con đường của chính mình. Hãy buông bỏ tham vọng, bởi có mất ắt có được. Hãy buông bỏ sự tự ti, tin vào chính bản thân mình. Hãy buông bỏ hư vinh, đừng tự cho mình là đúng. Buông bỏ đôi mắt dễ bị mê hoặc và nghe theo nội tâm của chính mình. Người may mắn không phải là người đại phú đại quý, không phải là người có quyền có tiền, mà là người có đức hạnh, là người thiện lương. Chúng ta đều là những người bình thường, chưa hẳn trở thành những nhân vật quan trọng. Và cho dù không phải là vĩ nhân thì hãy cứ giữ cho lòng ngay thẳng. Người tốt không chỉ cần có trái tim lương thiện mà còn phải có nghĩa cử thiện lương. Tục ngữ có câu rất hay rằng: hãy giúp đỡ người tốt, bởi lẽ người đang làm, trời đang nhìn. Làm việc tốt sẽ được ban thưởng, làm việc xấu ắt bị trừng phạt. Vậy nên cứ là một người lương thiện, tâm hướng thiện mới có thể rời xa nguồn ác. Làm người lương thiện ắt sẽ có quý tướng, có quý nhân phù trợ. Khi lòng bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy nhìn thế giới theo góc độ khác. Những lúc áp lực, hãy thay đổi hoàn cảnh, hít thở thật sâu. Những lúc hoang mang, hãy thay đổi vị trí để suy xét vấn đề. Những lúc do dự, hãy thay đổi lối tư duy mà đưa ra lựa chọn chính xác. Những lúc buồn nản, hãy thay đổi hoàn cảnh để tìm niềm vui. Những lúc phiền não, hãy thay đổi tư duy để giải quyết. Những lúc oán giận, thay đổi phương pháp để nhìn nhận vấn đề. Những lúc tự ti, hãy đổi một cách nghĩ khác để đối đãi. Hãy thay đổi suy nghĩ từ nhiều vị trí khác nhau. Thiết nghĩ thế giới của bạn sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều. Có nhiều người hễ bị phê bình trong tâm, liền có mâu thuẫn là cảm giác tự mình làm được hoàn toàn chính xác. Còn có cảm giác sợ mất mặt. Kỳ thật hễ gặp phải phê bình, bạn có thể đưa ra hai sự lựa chọn. Một là cố gắng làm tốt những việc bạn cần làm hết mức có thể. Hai là trò chuyện với người đã phê bình bạn, tiếp thu ý kiến. Có lẽ bạn sẽ biết được bản thân mình đã sai ở đâu. Người phê bình bạn mới là quý nhân trong một đời này của bạn. Phàm là chuyện gì cũng đừng nên quá khắt khe.
Đến thì cứ đến thôi, phàm là chuyện gì cũng không cần phải quá so đo, qua rồi thì qua rồi. Gặp chuyện đừng nên nhăn mặt, cười thì cười thôi, không cần quá cưỡng cầu kết quả. Bản thân đã có hành động cụ thể là được rồi. Đừng nên chối từ bận rộn bởi nó là một loại kinh nghiệm phong phú. Đừng nên oán trách thất bại bởi vì nó khiến bạn càng trở nên kiên cường hơn. Đừng nên ghét bỏ những người đã từng yêu thương bạn bởi mọi kết cục đều là sự khởi đầu. Kỳ thật, sống một cách đơn giản chính là một loại thái độ. Tâm hồn tĩnh lặng thì nhã nhặn, không sợ đường dài mà chỉ sợ chí ngắn. Nhân lúc bản thân vẫn còn trẻ, hãy cho bản thân một cơ hội vươn lên. Dù không nhìn thấy được hy vọng, dù không nhìn thấy được tương lai, cũng tin chắc rằng lựa chọn của mình sẽ không sai lầm. Không sợ người khác ra sức ngăn cản, mà chỉ sợ bản thân mình bỏ cuộc. Sự thật là, khi bạn quyết định xuất phát, những sự tình khó khăn nhất trong chuyến đi đã qua. Sự thật là, không kể hôm nay khó khăn vất vả thế nào, ngày mai ta vẫn sẽ đến đúng hẹn như cũ. Học biết mỉm cười, dần dần khí chất của bạn sẽ ngày càng tốt. Học được thích ứng, dần dần tình cảnh của bạn sẽ ngày càng thuận lợi. Học biết tìm hiểu, dần dần sẽ ngày càng có thêm nhiều tri kỷ. Học biết bao dung, dần dần cuộc sống của bạn sẽ ngày càng hoàn mỹ. Học biết thưởng thức, dần dần các mối quan hệ xã hội sẽ ngày càng rộng. Học biết khiêm nhường, dần dần bụng dạ của bạn sẽ ngày càng rộng. Có được thiện lương, dần dần thế giới của bạn sẽ ngày càng thanh tịnh.